cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo quy hoạch, ngành đường sắt đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng - Quảng Ninh có 18,57 km qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường sắt đi qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 64,82 km, qua Yên Bái có chiều dài 76,95 km, qua Phú Thọ 60,05 km, qua Vĩnh Phúc 41,75 km, qua thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh 40,93 km, qua Hưng Yên 18,57 km, qua Hải Dương 40,97 km. Riêng qua địa phận thành phố Hải Phòng có chiều dài 81,86 km, trong đó tuyến đường chính, tuyến xuống cảng Lạch Huyện có chiều dài 46,25 km, tuyến nhánh xuống cảng Nam Đồ Sơn dài 12,63 km, tuyến nhánh xuống cảng Đình Vũ dài 7,88 km, tuyến nhánh kết nối tỉnh Quảng Ninh dài 14,9 km. Cuối cùng, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 36,62 km, trong đó tuyến xây dựng mới dài 25,95 km, tuyến đường sắt hiện tại dài 10,67 km. Trên tuyến đường được quy hoạch có 41 ga gồm ga hỗn hợp, ga hàng hóa và ga kỹ thuật. Tuyến cũng được quy hoạch có khoảng 145 cầu với chiều dài 106,628 km đi qua các con sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Bạch Đằng và các cầu vượt đường bộ cao tốc như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh và các đường quốc lộ và một số đường tỉnh. Dự án còn có khoảng 42 hầm với chiều dài 23,28 km trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay Nội Bài sẽ được khởi động trong năm 2024-2025, hoàn thiện toàn bộ vào năm 2034, đoạn tuyến 2.4 Nam Thăng Long - Nội Bài đưa vào khai thác sử dụng năm 2030. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối sân bay Nội Bài với lộ trình khu đô thị Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, Vành Đai 2,5, Bưởi, Nội Bài, Sóc Sơn. Đây là một trong những tuyến được định hướng sớm nhất của thủ đô, nhưng nhiều năm qua do không ít vướng mắc nên chưa triển khai được. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị này sẽ được khởi động trong năm 2024-2025, hoàn thiện toàn bộ vào năm 2034, đoạn tuyến 2.4 Nam Thăng Long - Nội Bài đưa vào khai thác sử dụng năm 2030. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 2054, chiều dài toàn tuyến khoảng 11,5 km, đoạn trên cao dài khoảng 2,6 km, đoạn ngầm dài khoảng 8,9 km, khu depot rộng 17,5 ha tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Điểm đầu tuyến tại khu đô thị Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài. Điểm cuối tại nút giao phố Huế, Nguyễn Du, toàn tuyến có 10 nhà ga gồm 3 ga và 7 ga ngầm. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thảo luận và đưa ra ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng sân bay Gia Bình. Dự án này do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí hơn 887 tỷ đồng. Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án đảm bảo tính khả thi và đủ điều kiện phê duyệt theo quy định. Dự án cũng phù hợp với quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và đáp ứng các giải pháp, thiết kế, danh mục tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức thực hiện và phương án giải phóng mặt bằng. Dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành và huyện Gia Bình đã dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng sân bay. Trên cơ sở làm việc với Bộ Công an, tỉnh đã thống nhất chủ trương bàn giao mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vào ngày 1 tháng 12 năm 2024 để tiến hành khởi công và hoàn thành dự án vào dịp chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao huyện Gia Bình hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm bổ
phân bổ nguồn vốn triển khai dự án. Trước đó, vào ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình. Sân bay dự kiến nằm cách Hồ Gươm Hà Nội và thành phố Bắc Giang khoảng 40 km, cách thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Dương khoảng 25 km. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng sân bay chuyên dụng với đường băng dài 1.500 m trên diện tích 125 ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đang triển khai quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế và tổng dự toán để đảm bảo điều kiện khởi công. Giai đoạn 2 của dự án sẽ kéo dài đường băng lên 3.050 m, xây dựng nhà ga, hàng không và các hạng mục phụ trợ, sử dụng thêm khoảng 120 ha đất. Đây là dự án trọng điểm của Bộ Công an được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhờ được áp dụng cơ chế đặc thù, tỉnh Ninh Bình đã rút ngắn được 1/2 thời gian thực hiện dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đang phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình vào cuối tháng 12 tới đây. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có quyết định phê duyệt dự án và giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã mở thầu gói thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và đang tổ chức chấm thầu theo quy định. Nếu không được thí điểm về chính sách đặc thù, phải chờ vốn đầu tư theo quy định, dự án do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ cơ quan chủ quản theo luật ngân sách nhà nước, luật giao thông đường bộ, thì quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ. Dự án đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình khi chưa được áp dụng cơ chế đặc thù, không nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải. Phải báo cáo Quốc hội để bổ sung nhiệm vụ đầu tư, danh mục, nguồn vốn thực hiện dự án. Nếu được Quốc hội chấp thuận, cũng phải cần nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục đầu tư, dẫn đến triển khai không đồng bộ với đoạn cao tốc Nam Định-Thái Bình. Bên cạnh đó, trường hợp dự án có tham gia của ngân sách địa phương cũng sẽ xuất hiện tiêu chí quan trọng quốc gia, cần trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Để dự án sớm được thi công, tỉnh Ninh Bình đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư dự án đã bàn giao toàn bộ mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để rà soát, kiểm đếm. Các địa phương đã triển khai họp công khai dự án với các hộ dân bị ảnh hưởng để kê khai, kiểm đếm theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn số 11382 liên quan đến đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La có tổng chiều dài 105 km với quy mô 4 làn xe tiến trình đầu tư trước năm 2030. Bên cạnh đó, quốc lộ 6 có tổng chiều dài 466 km, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 213 km, có quy mô đường cấp 3, 2 đến 6 làn xe. Ngoài ra, quốc lộ 37 có tổng chiều dài 564 km, đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 139 km, với quy mô đường cấp 4, 3, 2 đến 4 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La về sự cần thiết đầu tư các tuyến đường theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực nên Bộ Giao thông Vận tải chưa thể bố trí vốn để đầu tư các tuyến đường này trong giai đoạn 2021-2025. Quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để đầu tư các tuyến đường này. Trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì sửa chữa các tuyến đường quốc lộ 6, quốc lộ 37 nêu trên để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực. Công viên Hội An của tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ năm 2003 với diện tích rộng 24 ha, là công viên lớn nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Đây là công viên có 4 mặt tiền, nằm trên 2 tuyến phố sầm uất nhất thành phố Thanh Hóa là Lê Hoàn và Lê Lợi. Năm 2009, để kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An Quảng Nam và thị xã Thanh Hóa, nay là thành phố Thanh Hóa, công viên Thanh Hóa đã được đổi tên thành công viên Hội An. Công viên này được xem là lá phổi xanh của thành phố, nơi có không khí trong lành và thu hút đông đảo người dân đến tham quan ngắm cảnh và tập luyện thể dục thể thao. Hiện nay, các công nhân và máy móc của nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối cùng của dự án nâng cấp cải tạo công viên Hội An. Các công việc bao gồm lát vỉa hè, hoàn thiện cổng chính và cổng phụ, lát đá trên các tuyến đường giao thông, lắp đặt hệ thống thoát nước, di chuyển và trồng mới cây xanh, đồng thời đắp 6 quả đồi nhân tạo tại khu A và khu C để trồng cỏ, bò và cỏ nhân tạo. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thời tiết không thuận lợi đã làm chậm tiến độ thi công. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, nhà thầu đã tận dụng thời tiết nắng ráo, huy động khoảng 160 đến 170 lao động, 20 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật cùng 15 xe tải máy lu, máy ủi và máy xúc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng cam kết hợp đồng. Công viên Hội An được xem là lá phổi xanh của thành phố, nơi có không khí trong lành và thu hút đông đảo người dân đến tham quan, ngắm cảnh và tập luyện thể dục thể thao. Đặc biệt, công viên còn mang dấu ấn tình kết nghĩa giữa thành phố Thanh Hóa và Hội An. Những mô phỏng như chùa cầu Hội An và phố cổ Hội An tạo điểm nhấn độc đáo cho khu vực. Hiện nay, dự án đang gấp rút hoàn thiện với tổng diện tích cải tạo lên đến 19,37 ha. Các hạng mục chính bao gồm hệ thống cổng, tường rào, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện trang trí, cây xanh thảm cỏ, nhà vệ sinh, cây lọc nước, camera an ninh, ghế đá thùng rác, thiết bị thể thao ngoài trời, tượng nghệ thuật và nhà điều hành công viên. Ngoài các khu A, B, C, D được bố trí cho các hoạt động thể dục thể thao, khu lâm viên và khu vực giao lưu văn hóa Thanh Hóa Hội An, công viên cũng có khu trung tâm và khu tưởng niệm Hồ Chí Minh. Việc cải tạo không gian kiến trúc ở đây nhằm tận dụng tối đa các yếu tố cảnh quan cây xanh và mặt nước, đồng thời tách biệt rõ ràng giữa khu vực tĩnh và khu vực động để phục vụ nhu cầu tham quan và giải trí của người dân. Đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông cho biết, đến nay sản lượng dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 20%, riêng 5 gói thầu qua đoạn 3 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đạt khoảng 21%. Ban Giao thông cho biết, mục tiêu đặt ra của dự án là đến ngày 30 tháng 1 năm 2026 sẽ thông xe kỹ thuật cầu cạn đoạn thành phố Thủ Đức. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, thông xe tuyến chính, cao tốc đoạn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao mặt bằng 1.689 trên 1.692 trường hợp, đạt 99,8%, còn lại 3 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Riêng huyện Củ Chi và Hóc Môn đã bàn giao mặt bằng 100%. Đánh giá về khó khăn của dự án, Ban Giao thông cho biết khó khăn nhất vẫn là nguồn vật liệu cát đắp nền đường, hiện cũng đã được tháo gỡ. Hiện Ban Giao thông đang tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị bổ sung các mũi thi công, đồng thời triển khai thi công 3K4 kíp, điều chỉnh tổ chức thi công trên công trường khoa học để bù lại tiến độ trong thời gian qua. Song song với đó là toàn lực cho công tác xử lý đất yếu và thi công các hạng mục cầu cạn, cầu vượt sông để đảm bảo tiến độ dự án. Theo quy hoạch, Việt Nam đến năm 2045 sẽ gồm 6 vùng 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch. Theo quyết định số 509 QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thanh Hóa cùng với Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trở thành một khu vực động lực phát triển du lịch của Việt Nam. Cụ thể, quy hoạch đã xác định phát triển không gian du lịch Việt Nam đến năm 2045 gồm 6 vùng 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch, hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển ngành thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, 6 khu vực động lực phát triển du lịch gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Riêng khu vực động lực phát triển du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ đóng vai trò hỗ trợ hướng tới việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Các sản phẩm này sẽ kết hợp du lịch sinh thái, di sản thế giới, văn hóa lịch sử, tín ngưỡng cùng với du lịch biển, du lịch về nguồn và du lịch cộng đồng, đặc biệt gắn liền với các dân tộc thiểu số vùng núi. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung sẽ tập trung khai thác các thế mạnh từ tài nguyên biển đảo, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái phong phú và hệ thống di sản thế giới cùng các di tích văn hóa lịch sử để phát triển các sản phẩm du lịch. Đặc biệt, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của vùng, bao gồm du lịch theo con đường di sản miền Trung, du lịch nghỉ dưỡng biển và đảo, du lịch tham quan các di tích lịch sử và cách mạng, du lịch sinh thái, hang động và du lịch khám phá văn hóa dân tộc. Cũng theo quy hoạch định hướng đến năm 2030, du lịch cả nước thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Ngành du lịch dự kiến sẽ đóng góp trực tiếp từ 8 đến 9% vào GDP năm 2025 và đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 13 đến 14%. Đồng thời, ngành này sẽ tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó có khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp. Để đạt được mục tiêu này, quy hoạch đã dự kiến tổng nhu cầu đầu tư khoảng 3 triệu 600 nghìn tỷ đồng, tương đương 160 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá hiện hành. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dự kiến chiếm 3-5%, bao gồm cả vốn ODA, trong khi nguồn vốn huy động từ khu vực tư nhân, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ chiếm từ 95-97%. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, phát triển nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá và phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1245 QĐTTG về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trung Thành, tỉnh Nam Định. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trung Thành, tỉnh Nam Định dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Định. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Quy mô sử dụng đất của dự án là 200 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Yên Trung và xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.657,098 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 250 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Triển khai nhanh, có hiệu quả đối với các dự án nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp và pháp luật về nhà ở.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.